Vợ đầu Vân Quang Long lên tiếng cầu cứu sau thời gian dài im lặng, lo ngại nguy hiểm cho các con. Chào Star, trước những lời lẽ đe dọa, vợ đầu của cố ca sĩ Vân Quang Long, Ái Vân đã quyết định lên tiếng, cầu cứu cơ quan chức năng. Tháng 12 năm 2020, cả showbiz Việt bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời trên đất Mỹ. Sự ra đi của cựu thành viên nhóm 1088 khiến nhiều anh em đồng nghiệp, khán giả vô cùng tiếc thương. Thế nhưng đã hơn 4 tháng kể từ ngày Vân Quang Long qua đời, những vấn đề xung quanh giường như vẫn chưa kết thúc. Bởi đây nhất chính là sự việc vợ đầu của cố nghệ sĩ Ái Vân bị một số người lạ đe dọa, tấn công. Theo chị Ái Vân, cuối năm 2020, sau khi chồng cũ đột ngột qua đời ở Mỹ, dù bản thân và gia đình đau xót tột cùng, thế nhưng lại phải gánh chịu những lời vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ Chắc Hy, Kỳ, con của Vân Quang Long và Ái Vân. Chia sẻ thêm với Sao Star, một người thân trong gia đình Vân Quang Long cho biết, ngay từ khi nam ca sĩ qua đời, Ái Vân đã muốn mọi chuyện bình yên nên im lặng, nhẫn nhịn trước loạt thông tin không hay về mình. Thế nhưng mọi việc càng ngày càng đi quá xa, Ái Vân bị nhiều người ẩn danh đe dọa, thậm chí là còn đòi đốt phòng nha nơi chị ấy đang làm việc, gây nguy hiểm đến tính mạng các con nhỏ. Thế nên vợ đầu của Vân Quang Long mới quyết định lên tiếng, cầu cứu cơ quan chức năng, người này chia sẻ thông tin trước đó vào tháng 3 gia đình cố nghệ sĩ vân quang long cũng cầu cứu pháp luật vì bị bôi nhọ danh dự không chỉ bố mẹ ruột nam ca sĩ bị tung tin đồn thất thiệt mà cả hai con của vân quang long với vợ đầu ái vân cũng bị bạn bè tẩy chay thậm chí là xin nghỉ học vì mặc cảm